Ok, sau khi cái đề bài mà mình kiếm đầy ở trên mạng như thế này á thì không có hình cái con trâu chuẩn mà dạng hình dập, thì có mỗi cái hình cái loại này á. Cái loại này là hình tranh đồng hồ nhưng mà chủ người ta lại không thích à, mà kiếm khắp nơi thì cũng không có cái nào như ý. Đây thì người lớn rồi, cưỡi con trâu thấy con trâu nhỏ xíu. Rồi có mấy chị nữa đó, nó cũng hết sức là khó. Rồi tranh này thì thực chất là tranh vẽ lại thôi, nó cũng chả có ý nghĩa lắm đó. Ở đây cũng tranh chân đồng hồ vẽ chân trâu nè, không biết ảnh có thích hay không. Nhưng mà mình đã có cái bản thiết kế mấy cái size này, size ngang hết, là không có cái nào size đứng. Rồi thì mình đã có cái bản thiết kế lấy từ các cái hình ảnh như thế này ha. Bụi tre, mình có cái ý tưởng là con trâu đây, con trâu đây, con trâu đây, mình lượm được con trâu rất là đẹp đó. Cái dáng này nó đứng thì cái này nó nằm ở dưới, nằm ở dưới thì mình để đứa bé nó cưỡi trâu, nó nằm trên lên nó đẹp. Sau đó mình đưa vô cái nền trời đó, xong rồi mình đưa thêm cái bụi tre bên này nữa đó. Đây kiếm được thằng bé rồi đó. Cái thằng bé này, con trâu này nhìn không có đẹp, con trâu này nó ngáo quá. Rồi thì mình sẽ cho em nó cởi lên con trâu này đó. Thì đây là sản phẩm đó. Bé cưỡi trâu đó. Để cho mình zoom to lên chút xíu nữa cho anh em xem to quá. À, để 66 thôi chậm đó ha. Bé cưỡi trâu nên giờ anh rớp lại cho anh em xem các cái thành phần nha. Đây các thành phần đây đó. Đây cái đường kẻ sọc. Đó em bé biến mất rồi đó. Thấy không, ghép rất là tài tình. Bụi tre biến mất, bụi tre biến mất, con trâu còn của mình em bé cho nền trời bây giờ cho cái con trâu lên đó. Bé cưỡi trâu cho nền trời, cho cây tre vô rồi. Đúng đẹp, cái này là đúng chuẩn cái form mà của cây Zippo luôn. Ở cái sọc ngang này nè, là cái sọc cái nắp cái Zippo là đúng đẹp đó. Rồi xong mặt này rồi, mình tiếp tục mặt kia. Cái mặt còn lại là cái chữ cái tên của cái anh đó ha. Ok, nãy thì là phay màu ha. Phay màu thì mình không có thấy rõ. Đây phai màu thì mình không thấy rõ ở đây đó. Thì khi convert qua trắng đen thì mình không nhìn thấy, phải convert qua trắng đen thì trắng đen thì chúng ta mới bỏ cái bảng scan này vào thì chúng ta mới làm được đó. Thì bây giờ cái lúc mình đưa vào thì nó màu trắng đen như thế này, nhưng mà để chuyển thể sang dạng như vẽ chì á, vẽ chì thì chúng ta mới khắc. Thì mình dùng cái chức năng của Photoshop để chỉnh cho nó lên cái màu vẽ chì ha. Rồi đó, thì dựa theo mấy cái nét này, dựa theo mấy cái nét này thì mình mới khắc, mình scan ra mình khắc nó mới đẹp đó. Chuyển thể sang là vẽ chì đó, đó như thế này nó mới đẹp. Thì cái tranh này thì chịu khó vô các cái nét nhỏ 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 thôi, cái cỏ nào nó nhiều quá thì mình bỏ bớt đi, làm cho đơn giản. Chủ yếu là đầu con trâu, đầu con trâu, mình con trâu ha. Rồi bé thổi sáo ở bụi tre, rồi cây xa xa ha, ánh mặt trời đằng này đó. Như vậy là ổn rồi. Bây giờ mình chuyển sang chữ.